Nam Phong. Ok được rồi. Rồi xin chào Nam Phong. Rồi, em chào anh Bằng. Chào các anh chị em diễn đàn. Thì vừa rồi anh Bằng nói cái chuyện mà nó đóng tiền điện thì em xác nhận cái đó có, tại vừa cách đây khoảng 2 tháng là em cũng đóng là được giảm trừ Covid á, anh nói chính xác là mấy trăm ngàn em không nhớ nữa. Bởi vì em đi đóng là đóng chỗ Thế Giới Di Động nó thu hộ á. Mới có dịch vụ thu hộ mình vô mình đóng thôi. Thì điện lực có giảm cho chỗ em làm một tháng trên dưới khoảng 2 triệu tiền điện. Thì giảm cho còn 1 triệu mấy, 1 triệu 6, 1 triệu 7 gì đó. Thì cái đó nó cũng thể hiện được cái sự quan tâm của ngành điện nó riêng và nhà nước mình đối với cái người dân mà khi gặp khó khăn. Đó, nó không nhiều nhưng mà mình tự nhiên mình đóng mình cảm thấy là mình được quan tâm cái chuyện đó. Thì mình trở lại cái sơ về cái vấn đề Covid đó. Thì rõ ràng là thời gian này thì Việt Nam mình cũng đang thử nghiệm cái vaccine và chúng ta đang thử nghiệm cái liều cao hơn. Thì cái liều thấp chúng ta đã nói chung là không có biến chứng, ổn hết rồi. Và thậm chí là nó còn phát sinh cái miễn dịch nó cao gấp từ 4 đến 20 lần nữa mà. Trong khi đó các anh lâu lâu đọc tin tức thế giới anh sẽ thấy những cái vaccine của các nước tư bản đó chích thì có người đã chết. Ở Bồ Đào Nha nè, rồi Thụy Sĩ nè, Thụy Sĩ chết nhiều. Là chích ngừa vaccine thử nghiệm là chết. Ở bên đây thì có báo người ta viết 29, có báo thì viết 39 người. Thì thôi dạ. Tin 29 người có người chết. Đó. Thì mình rõ ràng mình thấy rằng cái y tế của Việt Nam mình so với các nước tư bản không hề thua. Thậm chí là có những mặt còn vượt trội đó. Đó đâu phải là cái cứ nghèo là y tế kém đâu. Các bạn thấy Cuba là một cái đất nước nghèo bị bao vây cấm vận nhưng mà y tế Cuba là hàng đầu thế giới. Bác sĩ Cuba rất là giỏi. Thậm chí các nước tư bản còn cử người qua Cuba học. Đó, đừng có nghĩ rằng cộng sản là kém. Cho nên là cái vaccine này là nó cũng là một cái niềm vui. Nó thể hiện được cái bản lĩnh, cái trí tuệ của con người Việt Nam mình. Ngoài những cái cách phòng chống thì chúng ta nói nhiều rồi. Nhưng mà cái vaccine này là một cái rất là khó. Và cái thứ hai mà em cũng có nghe thông tin đó là cái vaccine mà dịch tả lợn châu Phi anh. Nó không liên quan lắm nhưng mà em cũng nói là Việt Nam là cái nước đầu tiên duy nhất chế được cái vaccine đó. Dịch tả lợn châu Phi. Nó không gây ảnh hưởng đến người nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái nền nông nghiệp. Và đặc biệt là cái chăn nuôi heo rất là lớn. Ở Đồng Nai là một trong những cái tỉnh nuôi heo nhiều nhất cả nước và bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Nông dân ảnh hưởng nặng nề lắm. Cho nên mà khi chúng ta mà có cái vaccine mà trị được cái dịch tả đó thì nông dân rất là yên tâm và tiếp tục tái đàn. Chứ mấy năm nay là thua lỗ rất là nhiều. Đó là khách quan thôi. Thì phải chịu thôi. Về cái tình hình chống dịch thì các anh chị thấy là cái thời gian giáp Tết này là cái thời gian mà dân tộc Việt mình có cái truyền thống mà đi đâu cũng vậy, nhưng mà Tết là phải có sum vầy, cái Tết sum vầy với gia đình. Cho nên rất nhiều người muốn về, họ không về được bằng đường hàng không thì họ đi đường bộ, nhưng mà có nhiều người họ lại không có nhận thức đúng về cái việc cách ly cho nên họ trốn đó. Chính vì vậy mà chúng ta đã tăng cường rất nhiều cái cán bộ chiến sĩ, các cái lực lượng để tăng cường cho các biên giới, cái vùng cửa khẩu để quản lý cái vấn đề này. Bởi vì cái dịch nó càng ngày nó càng diễn biến phức tạp và nó có những cái chủng mới nó lây lan rất là mạnh. Việt Nam mình không hề chủ quan. Chúng ta kiểm soát tốt nhưng mà chúng ta không chủ quan. Cái đó là cái mà ở những cái thời gian gần đây ở trong nước chúng ta rất là yên tâm. Chúng ta sống trong cái đại dịch nhưng mà chúng ta không có cảm nhận, thật sự không cảm nhận có dịch. Ở cái nơi tôi ở nó yên bình lắm, không có cảm nhận có dịch. Đó là nói sơ về cái vấn đề mà dịch bệnh. Thì mình thật sự là mình thấy mình là cái người mà hạnh phúc, may mắn khi được là người Việt Nam. Và các cái người mà nước ngoài chúng ta thấy trong cái dịch vừa rồi là 60.000 người nước ngoài
gọi là bị mắc kẹt ở Việt Nam, nhưng mà thật sự họ họ thích được mắc kẹt, bởi vì về nước họ thì làm gì có cái tự do thoải mái đi lại đón Tết Tây giống như lễ hội ở Việt Nam, đúng không ạ? Mà cái người phương Tây là cái người mà rất thích đi chơi, họ chỗ nào đông người để họ chơi bời là họ rất là thích, cho nên là họ nói là mắc kẹt thì nó vô lý đối với họ. Mà nhiều người, rất nhiều người muốn nếu có điều kiện họ ở Việt Nam luôn, bởi vì đất nước mình là cái nơi mà đáng sống đối với người nước ngoài, chứ mình họ chưa nói đến người trong nước. Người nước ngoài họ đến Việt Nam họ họ thích lắm, rồi văn hóa, rồi cuộc sống, rồi ẩm thực, rồi con người, nói chung là họ rất là thích Việt Nam. Tại sao người nước ngoài họ thích Việt Nam, trong khi những cái kẻ mà máu đỏ da vàng lại suốt ngày ông ổng ghét Việt Nam, thù cộng sản, rồi chê bai đất nước, không có thứ gì đó. Chứ không phải con lạc cháu hồng. Thì đó là cái liên Mình quan cái vấn đề dịch. xin lỗi Nam Phong, mình nói về cái này. Thực tế những cái gọi là mấy cái anh mà cờ vàng ấy, ở bên nước ngoài, cái cứ nghĩ là hạnh, tức là cái hạnh phúc của con người là chỉ có ăn, đúng không? Nhưng ở đây tôi nói với các bạn là cái hạnh phúc con người nó gồm có hai phần. Thứ nhất là vật chất, thứ hai thì về cái tinh thần, đúng không? Cái vật chất ở Việt Nam chúng tôi hiện nay đã no ấm, chưa kể là ví dụ 1/6 dân số Việt Nam đã là tầng ở cái tầng lớp trung lưu rồi, đúng không? Cho nên về vật chất, thứ hai về cái tinh thần, chúng tôi sống như đó, chúng tôi sống ở Việt Nam, chúng cả tôi cảm thấy rất là thoải mái, đúng không? Như thế là chúng tôi hạnh phúc các bạn. Cho nên là nhiều khi bảo là Việt Nam hiện nay là một cái đất nước về chúng tôi sống hạnh phúc, các bạn là úi giời mẹ chúng mày như thế này khác, cho nên các bạn không hiểu cái từ hạnh phúc là cái gì cả. Đấy đấy là tôi nói những người mà có cái cuộc sống gọi là về vật chất trung bình thôi, đúng không? Chứ còn ví dụ như cái cuộc sống hạnh phúc, ví dụ cuộc sống như Phong như tôi chẳng hạn, thì chúng tôi thừa hạnh phúc, nói các bạn như thế, hiểu không? Anh Bằng thấy một điều đây nè, mình không có chê những cái kẻ chống cộng cực đoan, nhưng mà thật sự khi mà cái ăn ăn mà ăn ngon á không đủ thì họ lúc nào họ nghĩ đến ăn. Nhưng mà thật sự ở Việt Nam bây giờ rất nhiều người, các bạn thấy gấp cho họ một con tôm rất là to họ không ăn, tại vì họ sợ bị gút, họ ăn nhiều rồi, họ thừa rồi, không ăn. Thật sự là nhiều người lắc đầu không ăn, nhưng mà cách đây chừng 20-30 năm thì làm gì mơ ước được cái con tôm bự mà ăn. Thì quay lại cái vấn đề những cái kẻ chống cộng cực đoan đó, ăn uống thật sự không Thanh bằng ở Việt Phi Hùng Nam. hiện nay á, mình xin lỗi, Thanh Phi Hùng hiện nay không có camera, vừa nãy mình đã mời rồi nhưng mà bạn không có camera, nếu bạn muốn lên bạn phải thoát hết đi xong rồi bạn vào lại, bạn ok để xem có cam không. Rồi ok, xin mời Nam Phong. Thì đối với những cái kẻ chống cộng bên đó thì bây giờ đang mơ được ăn ngon mặc đẹp, còn ở Việt Nam bây giờ là họ ăn chơi đó, mặc cho người ta ngắm. Tại sao lại ăn chơi các bạn? Ví dụ như bạn bỏ tiền vô một cái khách sạn, nhà hàng bình thường, ăn bữa ăn 1 triệu cũng cái bữa ăn đó, nhưng mà các bạn ra cái nhà hàng nổi ngoài Vịnh Hạ Long hay là những cái cảng biển đó, có nhà hàng nổi đó, Không có một cầm lần các em vị ra 5-7 triệu, 10 triệu cũng những cái món ăn đó thôi, giá thành tính ra gần 1-2 triệu là cùng. Nhưng tại sao người ta bỏ hàng chục triệu người ta đi ăn? Nó ăn chơi mà, ăn để chơi chứ không phải ăn để no, ăn để ngon. Cái đẳng cấp của người Việt Nam bây giờ nó cao như vậy á. Còn mặc thì mặc không phải là đẹp nữa, mà mặc ra đường cho người khác ngắm. Chứ không phải mặc đẹp nữa. Cho nên cái mơ ước của các vị nó thấp hơn ở Việt Nam một bậc. Cho nên các vị cứ nghĩ là Việt Nam là như thế này thế nọ. Các vị không bằng Việt Nam đâu. 20 năm trước, các vị hơn hơn người trong nước. Cái đó tôi xác nhận, bởi vì tôi đã sống từ nhỏ lớn mà, ở đây nhiều người xác nhận. Hồi đó mà nghe nói Việt Kiều, nhiều người mơ ước lắm. Nhưng mà bây giờ, Việt Nam đã thay đổi rồi. 1/4 thế kỷ và cái tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam nó quá nhanh đi. Cho nên các vị ngợp, ngày trước các vị về các vị còn nghênh nghênh ngao ngáo, chứ bây giờ các vị về các vị đi cuối cuối các vị lủi lủi như ăn trộm. Đâu dám ngẩng mặt lên. Hồi xưa thì Việt Kiều chứ bây giờ thua Việt Cộng hết rồi. Nên đừng bao giờ lên mạng khoe. Em thấy lên khoe gì con gà 4-5 kg anh. Em nói thiệt, ở Việt Nam mà con gà 4-5 kg không ai ăn.
tức là ăn gà Gà bún lớn cuốn, quá ăn nó không ngon các bạn ơi, gà cơm đúng rồi, nó bún bở, ăn cuốn thịt nó y như thôi. bột, y như bột mì. Em nói cái chỗ em mà đi đại đám cưới mà gà, mà gà rẫy mà nuôi chuồng nha, gà rẫy mà nuôi chuồng họ cũng ăn được. Phải nuôi ở rẫy thịt dai chắc ngọt họ mới ăn, đâu phải đem đi khoe gà 4-5 kg gà nuôi công nghiệp anh. Ăn cám không? Cám thực phẩm không? Và bỏ tủ lạnh, bỏ đông đá chắc phải nửa tháng, ngon lành gì mà khoe. Ở đây chúng tôi trong nước, tôi lên Facebook chúng ta tranh luận không bao giờ khoe khoang. Còn các vị lên tưởng khoe gì, khoe chiếc mạt đời 2000 đèn tròn, ở Việt Nam đâu ai thèm chạy. Cách đây 20 năm rồi cũng khoe, tưởng Việt Nam không có, trời, Việt Nam giờ may bắt mấy chục tỷ người ta còn có mà. Thì nói hồi nãy em có Không, đọc cái vấn cái đề như thế này này, bây giờ anh nói với Nam Phong là cái xe chẳng qua là phương tiện đi lại thôi. Tôi nói các bạn ví dụ ở Mỹ chẳng hạn, các bạn ví dụ ở cách xa rồi, chỗ làm khoe khoảng bốn năm khoang mươi cây chứ. số thì các bạn phải cần ô tô, nhưng chúng tôi ví dụ đi làm cứ ở 5-7 cây đúng không, mà trong thành phố nó cũng kẹt đường, thành công chúng tôi đi xe máy luồn lách được là được rồi đó, hoặc chúng Việt tôi đi xe Nam buýt giờ em các nói bạn. hầu như ai cũng có thể mua xe, em nói thẳng, nhưng mà họ có nhu cầu đi hay không? Đó là thật. Bây giờ 200 triệu mua được cái xe anh. Xe mới vì mình trả trả góp được mà. Đâu có gì đâu, 200 triệu bây giờ đối với người Việt Nam nó đâu có gì to lắm. Nó nhỏ xíu à. Thì nói sơ qua phản biện hồi nãy em có thấy Phạm Đăng Huy nói là Việt Nam dính 7 nợ gì đó. Thì em cũng trao đổi thêm chút xíu về cái 7 nợ, cũng nhiều người thắc mắc lắm. Rất nhiều nước xung quanh Việt Nam ở Đông Nam Á, châu Phi và các cái nước thậm chí châu Âu dính vô cái 7 nợ của Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam thì không nha. Tôi khẳng định Việt Nam không hề bị mắc cái 7 nợ Trung Quốc, bởi vì Việt Nam quá hiểu Trung Quốc. Chúng ta có một cái dự án bị vướng nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều đến cả nền kinh tế, đó là cái đường sắt Cát Linh Hà Đông đó. Nếu chúng ta có chừng 10 cái dự án như vậy thì chắc là chúng ta sẽ dính 7 nợ Trung Quốc đó. Nhưng mà một cái dự án đó, nó không nói lên, cái đó là cái bài học cho chúng ta. Trong khi các vị thấy ở Campuchia rồi những cái nước xung quanh đó, Trung Quốc đầu tư, và bây giờ cái ảnh hưởng của Trung Quốc, chúng ta nói đâu xa, sát bên Campuchia thôi, khi đã dính rồi không trả được thì bắt buộc các anh phải đánh đổi bằng chính trị, bằng kinh tế, thậm chí là đất đai đó. Cái cảng Sihanouk núc của Campuchia bây giờ là Trung Quốc nó nắm rồi, buộc phải giao cho Trung Quốc thôi, bởi vì thiếu nợ mà không trả thì trả không được thì phải lấy đổi bằng cái khác, bằng cái ủng hộ chính trị rồi bằng những cái khác. Và những cái nước châu Phi cũng vậy, hầu hết những cái nước châu Phi đều dính 7 nợ Trung Quốc. Trung Quốc họ mang tiền qua là đầu tư những cái công trình mà không đem lại hiệu quả kinh tế, không thúc đẩy kinh tế, rồi tới kỳ trả nợ lại không có tiền trả, lại vay lãi cao rồi bắt đầu nợ chồng nợ, và nó dính 7 nợ. Rồi những cái cảng biển ở châu Phi mà cái cảng cũng thuộc về Trung Quốc rồi, Trung Quốc rồi những cái mà mỏ quặng vàng rồi kim cương Trung Quốc nó vô nó là dầu khai thác hết. Đó, tại sao Việt Nam lại không bị? Bởi Việt Nam hiểu quá mà, 4.000 năm rồi chứ đâu phải mới đâu. Hiểu anh bạn hàng xóm này quá mà. Chúng ta vẫn là đối tác ở ngoài mặt nhưng mà ở trong vẫn là đối tượng cần phải tránh. À, chào bạn Hai Vũ. Đối tượng cần phải đề phòng. Chẳng có nước, chưa không có nước nào hiểu Trung Quốc hơn Việt Nam hết. Trên 200 nước trên thế giới này không có nước nào hiểu Trung Quốc hơn Việt Nam. Cho nên là các vị bớt cái giọng điệu nói Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc, hay Việt Nam dính 7 nợ Trung Quốc, hay là tay sai tàu khựa. Cái chuyện đó toàn các vị bịa đặt xuyên tạc thôi. Thực tế là anh nói Nam Phong này, cái chuyện mà Nam Phong vừa nói về cái chuyện mấy nợ, chẳng qua là mấy thằng ma que nó cứ nói là Việt Nam đi vay nợ nước ngoài nhiều, thì mình đã nói về cái chuyện nợ công rồi đúng không? Mà cái nợ công của Việt Nam thì bây giờ các bạn cứ vào cái trang của World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới, hoặc cái IMF, tức là Quỹ tiền tệ thế giới,
hoặc là ADB tức là Ngân hàng Phát triển Châu Á. Các bạn xem hiện nay coi như là cái tổng số nợ của Việt Nam mình đã phân tích về cái chuyện mà nợ công rồi đúng không? Hiện nay Quốc hội đề ra là 65% GDP, nhưng hiện nay Việt Nam ấy chỉ có nợ là 57% GDP thôi. Nhưng mà khi người ta tính lại cái GDP của Việt Nam ấy, tức là thế giới người ta, tức là các ngân hàng thế giới người ta tính lại cái tức là cái GDP của Việt Nam, thì hiện nay nợ Việt Nam, với chị Nga vừa nói thì mình không xen vào, tức là hiện nay có 47 là rất thấp. Đấy, 47% là tính nằm trong cái giới hạn, tính theo cái cũ thì mình là 57%, nhưng mà cái nợ của mình Quốc hội đề ra là 65%. Nhưng mà các bạn cứ nói chân là cái nợ là nợ của nước ngoài, không phải. Tôi đã phân tích về cái nợ công nữa rồi. Nợ công có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính phủ vay hoặc chính phủ bảo lãnh cho vay là nợ công. Nhưng nợ công thì nó chia thành hai phần, tức là vay trong nước và vay ngoài nước. Vay trong nước và vay các ngân hàng trong nước. Đúng rồi. Còn vay nước ngoài là các vay các tổ chức quốc tế băng này, hoặc là vay các tổ chức kinh tế của nước ngoài. Đấy là 5 năm hả? Trung Quốc hoặc vay Nhật Bản, đúng không? Nhưng mà trước kia là cái phân bố nợ công của mình là 60% nước ngoài. Đấy. Bây giờ 50% nước ngoài, 50% Việt Nam. Bây giờ 5 năm á. Bây giờ là cái số, tức là hiện nay cái vốn vay ưu đãi, ngày xưa mình là lên nước nghèo mà, thì là người ta cho cái mình vay ưu đãi. Nhưng mà bây giờ mình không được vay ưu đãi nữa, tức là cái lãi suất nó cao lên thì bắt buộc đấy, mình phải tính lại, sau đó mình mới phân bổ, tức là 60% mình sẽ vay ở trong nước và 40% mình vay nước ngoài. Thì các bạn tính tổng GDP ra với tổng số nợ của Việt Nam ra, các bạn thấy này, ví dụ như khi mà chính phủ vay nợ nhá, thì chính phủ phải nghĩa phải tính là à cái số nào là dài hạn, số nào ngắn hạn, số nào là trung hạn, để mà có mình có kế hoạch từng năm mình trả, sau đó mình lại vay. Cho nên tôi nói với tất cả các bạn, cho nên các bạn phải hiểu là cái nợ công như thế nào, đừng nghe mõm với thằng ba que. Bây giờ các bạn cứ vào các trang và của nói chung là không nói là các bạn vào những trang của Việt Nam, và các bạn hãy vào những cái trang của Ngân hàng Thế giới, World Bank ấy, hoặc là Quỹ tiền tệ quốc thế giới ấy, các bạn tìm hiểu thì các bạn nó ra hết à. Bây giờ cho nên mấy thằng ba que ba cẳng chúng mày mà chỉ được lừa bịp thôi, những người không hiểu biết thực tế về vấn đề nợ công như thế nào thì thế khác, thì nói chung là doanh anh có việc ở dưới thằng trong anh về giao việc đâu tí nhá, cứ giữ chữ đàn anh 5-7 phút đi nhá. Dạ dạ. Thì thật sự mà nói về nợ công thì nghe nó có vẻ khó hiểu, mà anh chị mà làm kinh doanh á thì ai cũng vậy, ai cũng phải đi mượn, đi vay, vay từ nhiều nguồn, vay người này, vay người kia, vay bạn bè, vay người thân đó. Thì anh chị phải cân đối được cái số đó, anh chị làm ra, đúng không? Rồi cái số mà vay đó để anh chị có khả năng chi trả. Chứ bây giờ anh chị mở cái cửa hàng kinh doanh mà anh chị làm thí dụ một tháng lời được 50 triệu mà anh chị trả tiền lãi với tiền vay hết 70-80 triệu thì làm sao mà có lời, đúng không? Nên là không thể nói cái chuyện mà chúng ta vay mà bị nợ thì cái mà đến bây giờ Việt Nam vẫn bình chân như vậy. Đâu phải chúng ta mới vay đâu, vay lâu rồi mà, nhưng mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái việc trả nợ đó. Ai cũng nợ hết, nước Mỹ giàu như vậy mà cũng nợ đây đó. Nợ đâm ra nợ đi đó. Đừng có nghĩ cái nợ anh làm như thế nào, anh có uy tín người ta mới cho anh vay, đúng không? Chứ mà anh homeless nên như mấy ông homeless ở bên Cali ai dám cho vay, ai dám cho vay, vay lấy gì trả? Vay nó phải có cái uy tín mới vay được, chứ không phải dễ mà vay. Nghe mấy anh chống cộng hồi nãy có bạn nói là Việt Nam ô nhiễm, thì mình cũng xin chia sẻ luôn thay mặt anh Bằng giữ diễn đàn xíu. Thì các bạn thấy ở thế giới mình á, ở cái hành tinh mình bây giờ, cái việc ô nhiễm á, ô nhiễm thì nó nhiều loại lắm, ô nhiễm khí thải, rồi ô nhiễm rác, rồi ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm âm thanh, nó nhiều loại ô nhiễm. Nhưng mà cái ô nhiễm mà nguy hiểm nhất đối với trái đất chính là khí thải CO2. Nó gây ra hiệu ứng nhà kính, rồi nó làm đất mình nóng lên đó.
thì cái việc mà ô nhiễm CO2 khí thải đó thì là do đâu? Do những cái nước có nền công nghiệp phát triển mạnh họ tạo ra, chủ yếu là những cái nước đó, Mỹ là đứng đầu, rồi đến Trung Quốc, rồi đến EU, rồi Nhật Bản, những cái nước mà họ có nhiều cái nhà máy đó, thì họ thải ra cái lượng khí thải lớn làm cho cái vỏ trái đất nóng lên, gọi là hiệu ứng nhà kính, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng thời tiết tiêu cực mà như chúng ta đã thấy trong những năm gần đây. Thì thế giới đã nhận ra điều đó rồi, những cái nước lớn đó họ đã nhận ra và họ đã có gọi là cái hiệp nghị định thư Kyoto của Nhật Bản đó, là cũng khá lâu rồi, là những cái nước đó họ họp lại, họ ngồi lại, họ bàn cách để làm sao giảm cái lượng khí thải CO2 này. Nhưng mà sau này các vị biết là nước Mỹ, cái nước mà thải ra nhiều nhất CO2, lại rút khỏi cái nghị định thư này về biến đổi khí hậu đó. Vậy thì các vị thấy một cái nước luôn tự cho mình là đứng đầu thế giới, có trách nhiệm với thế giới, tại sao lại rút ra? Cái này nó thể hiện cái sự vô trách nhiệm của nước Mỹ đối với nhân loại. Bởi vì các vị biết là hiệu ứng nhà kính làm cho biến đổi khí hậu mà. Việt Nam là một trong những cái nước bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái biến đổi khí hậu này. Và cái việc mà xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là một trong số đó. Các vị biết là trái đất nóng lên thì cái đầu của hai cực, Nam Cực và Bắc Cực, thì băng, những cái núi băng khổng lồ nó tan. Tan thì nó làm cho nước biển dâng lên. Và các vị biết rồi, nước biển dâng thì cái đồng bằng sông Cửu Long mình là cái đồng bằng được hình thành từ phù sa của cái dòng hải lưu ở Biển Đông, nó chạy vô Vịnh Thái Lan, nó chạy ra, nó tạo ra cái đồng bằng sông Cửu Long hàng triệu năm. Thì cái mặt đất đồng bằng sông Long nó cao hơn mặt nước biển có chút xíu thôi, rất là ít, cho nên là cái việc mà nước biển nó dâng lên thì cái đồng bằng sông Long sẽ bị ngập mặn. Mà vừa rồi, thời gian vừa rồi chúng ta cũng nghe rồi, là cái đám chống cộng nó xuyên tạc về cái việc ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều, nhưng mà nó không có đủ trình độ, đủ kiến thức để nó biết được rằng cái đó là do nước Mỹ, là cái nước gây ra nhiều nhất, cái nước mà cái đám tụi nó tôn thờ đã gây ra cái hiệu ứng nhà kính này nhiều nhất, mà bây giờ lại rút khỏi cái nghị định thư Kyoto đó, thể hiện một cái gọi là cái sự vô trách nhiệm đối với nhân loại. Bởi vì khi mà tham gia cái nghị định thư thì bắt buộc anh phải giảm khí thải, mà giảm khí thải thì nó đồng nghĩa với cái việc mà giảm sản xuất, giảm cái hiệu quả kinh tế của cái nền kinh tế nước đó. Cho nên vì anh gì ích kỷ, lúc nào cũng muốn được lợi cho riêng mình, cho nên là rút, nước Mỹ đã rút, và rất nhiều cái nghị định khác nước Mỹ cũng rút đó. Vậy thì nước Mỹ thể hiện cái vai trò đầu tàu ở đâu? Ở đây bút đỏ là ở bên Mỹ nè, bút đỏ biết điều đó không? Làm sao biết? Không đủ khả năng, không đủ trình độ để nhận thức ra những cái chuyện đó. Cái nước Mỹ của các vị đó. Rồi anh bắt tiếp đi. Chứ bây giờ em nói gì anh đâu Dạ, biết gì. em đang nói cái chuyện mà cái biến đổi khí hậu, mà cái vai trò của nước Mỹ nó rất là lớn Đúng đó, rồi, nó làm. thì anh nói em này, khi ông bút ông lên thì ông đã rút khỏi cái biến đổi khí hậu đúng Đúng không? rồi, cái nghị định thư Kyoto Nhật Bản đó. Cái hiệp định thư đấy thì tôi nói các bạn là cái biến đổi khí hậu toàn cầu một vấn đề rất quan trọng Cái vấn đề đấy. toàn cầu đó. Bởi vì mới nói là cái trách nhiệm của một cái nước lớn như nước Mỹ nó nằm ở đâu khi anh quyết định rút ra khỏi cái nghị định thư Kyoto đó, đúng không? Anh lúc nào cũng huênh hoang là ta là cái người, là cái đất nước mà giàu mạnh, hùng mạnh nhất thế giới, có quyền đi ban phát dân chủ cho khắp nơi. Vậy thì cái trách nhiệm của nước Mỹ, trong khi các nước khác họ vẫn tham gia cái nghị định thư đó, thì tại sao nước Mỹ lại bỏ, lại rút?
Tại sao nước Mỹ lại rút ra khỏi Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc? Và nước Rồi. Mỹ bảo là nước Mỹ có dân chủ, có nhân quyền, có này cái khác. Các bác trả lời tôi đi. À, vừa rồi còn đánh giá gì Cuba là tài trợ khủng bố, trong khi nước Mỹ là cái nước tài trợ khủng bố nhiều nhất. Al-Qaeda đó, Al-Qaeda là một cái tổ chức khủng bố khét tiếng là nước Mỹ tài trợ để chống lại Liên Xô ngày ngày xưa mà có chiến tranh với Afghanistan, thì nước Mỹ là tài trợ Al-Qaeda. Và sau đó thì các bạn biết rồi, gậy ông đập lưng ông. Bây giờ lại quay lại lại ghét cho Cuba là cái nước tài trợ khủng bố, thấy nó vô lý. Vậy các vị nên ủng hộ thế giới đơn cực hay là đa cực? Cái gì nó nhưng mà đơn cực thì thằng Mỹ nó thích ai thì nó cho người ta sống, còn nó không thích thì nó cho người ta chết. Vì thế như các nước họ đâu có chịu đâu, không ai chịu một cái thế giới đơn cực như Mỹ vẽ ra. Đa cực thì nó mới công bằng, nó mới tạo được cái sự công bằng. Và ở đó có Trung Quốc, có Nga, có EU, có Nhật Bản, để tạo thành một cái thế giới đa cực. Thì hình dung đơn giản như một cái mặt hàng mà nó có nhiều thì nó sẽ cạnh tranh, còn nếu mà có một thì nó tăng giá thì mình buộc phải mua, nó làm kiểu gì mình cũng phải mua.